Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Miễn giảm thuế và lãi vay cho người dân doanh nghiệp bị bão lũ. Xây dựng các chương trình tín dụng mới với lãi suất ưu đãi. Các ngân hàng miễn giảm lãi vay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước xem xét triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính miễn giảm, gia hạn thuế, giảm lãi suất cho vay với các địa phương đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiệt hại sau bão lũ. Ngày 27 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy sản xuất, duy trì tăng trưởng của ngành nông nghiệp, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, kiểm soát tốt lạm phát. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành, nhất là các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão mưa lũ, sạt lở đất vừa qua, khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, chủ động tích cực huy động tối đa nguồn lực của địa phương để triển khai ngay chính sách hỗ trợ với các đối tượng bị thiệt hại theo đúng quy định. Nhiều nông dân mong muốn được hoãn, giãn nợ và tiếp tục được vay vốn để phục hồi sản xuất. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính để xử lý, ứng trước kinh phí cho địa phương để thực hiện theo quy định. Các địa phương tập trung chỉ đạo, chủ động đẩy mạnh tổ chức sản xuất nông lâm thủy sản theo định hướng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời hướng dẫn hỗ trợ nhân dân triển khai kịp thời các giải pháp phục hồi sản xuất, nhất là trồng trọt thủy sản chăn nuôi, đặc biệt là việc cung ứng các loại giống cây trồng vật nuôi tại những vùng bị ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân trong những tháng cuối năm 2024, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Bên cạnh đó, các tỉnh thành tổ chức theo dõi, giám sát, nắm tình hình thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp, nhất là việc cung cầu các mặt hàng nông sản thiết yếu, giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn để chủ động có giải pháp đảm bảo nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, trục lợi bất chính, thao túng tăng giá đột biến, bất hợp lý, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó là rà soát lại kế hoạch, phương án sản xuất nông nghiệp, xem xét đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương không bị ảnh hưởng đợt bão lũ vừa qua để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong thời gian tới. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hoàn thành giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, xử lý môi trường, giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản để người dân khôi phục sản xuất trước ngày 5 tháng 10. Thủ tướng giao Bộ Công Thương kịp thời triển khai các biện pháp điều tiết, bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, thao túng, đẩy giá, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan, nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ cần thiết nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở chế biến, logistics và kho bãi bị hư hại do bão, mưa lũ để đảm bảo không bị gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện ngay theo thẩm quyền các chính sách hỗ trợ tài chính, miễn giảm gia hạn thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiếp tục nghiên cứu để có chính sách miễn giảm phí, lệ phí cho các đối tượng bị thiệt hại. Bộ Tài chính chỉ đạo các doanh nghiệp, bảo hiểm khẩn trương rà soát chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng theo đúng quy định. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định, đồng thời nghiên cứu, rà soát, trình ngay cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Thủ tướng cũng lưu ý kịp thời xem xét, thực hiện ngay theo thẩm quyền việc ứng trước kinh phí cho địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Một nhiệm vụ nữa là Bộ Tài chính kịp thời có các biện pháp cần thiết để kiểm soát giá vật tư đầu vào và hàng nông sản, không để xảy ra tăng giá đột biến, nhất là với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới mặt bằng giá, chỉ số giá tiêu dùng CPI.
Với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng yêu cầu chủ động kịp thời tham mưu các phương án kịch bản tăng trưởng, trong đó có khu vực nông nghiệp, chỉ đạo điều hành phù hợp nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng do Trung ương, Quốc hội giao, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu, thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ, tích cực hơn nữa để xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại, xây dựng những chương trình tín dụng mới với lãi suất ưu đãi, phù hợp, tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó là đẩy nhanh, thực hiện giải ngân gói tín dụng cho vay đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản đang được triển khai, ưu tiên các địa phương bị thiệt hại do bão lũ vừa qua, thực hiện theo thẩm quyền việc xem xét tăng quy mô nếu hiệu quả và cần thiết. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện hiệu quả công điện này. Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ do bão đến hết ngày 31 tháng 12. Căn cứ mức độ thiệt hại về vốn, tài sản và con người của hộ vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay khẩn trương hoàn thiện quy trình thiết lập hồ sơ, đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định hiện hành để trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý nợ bị rủi ro kịp thời nhằm tạo điều kiện cho hộ vay bị thiệt hại khắc phục hậu quả do thiên tai, ổn định cuộc sống, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng thực hiện gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ đối với các món vay đến hạn trả nợ, triển khai đối với các món vay phát sinh nợ đến hạn từ tháng 9 năm 2024. Thời hạn thông thường tối đa là 12 tháng đối với các khoản cho vay ngắn hạn và tối đa 1/2 thời gian cho vay đối với các khoản cho vay chung và dài hạn. Tại hội nghị triển khai các giải pháp tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 của Ngân hàng Nhà nước hôm 20 tháng 9, Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB cho biết ngân hàng triển khai chương trình hỗ trợ giảm bình quân 50% lãi suất khách hàng hiện hữu phải trả từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12, đặc biệt với những khách hàng chịu thiệt hại nặng, khó khăn trong việc khôi phục sản xuất. Tùy theo mức độ, SHB có thể miễn 100% lãi suất phải trả trong thời gian trên, ước tính số tiền lãi miễn giảm cho khách hàng hơn 30 tỷ đồng. Vietinbank cho biết giảm lãi suất cho vay với quy mô dư nợ dự kiến lên đến 100.000 tỷ đồng để hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng sớm ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tất cả các doanh nghiệp và cá nhân chịu thiệt hại từ bão Yagi đều được hỗ trợ giảm lãi suất lên đến 2% năm, tùy từng mục đích kỳ hạn vay vốn cho các khoản vay. Chính sách hỗ trợ này áp dụng cho cả khoản vay hiện hữu và khoản vay mới đến hết ngày 31 tháng 12, quy mô gói hỗ trợ lên đến 100.000 tỷ đồng. Về phía Agribank cho biết, tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão số 3, Agribank có 75 chi nhánh với tổng dư nợ cho vay nền kinh tế là gần 640 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tại các khu vực này chiếm gần 54%, gần 342.000 tỷ đồng. Đối với chương trình giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do bão số 3, riêng các khoản vay có dư nợ, nội bảng Agribank căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và lũ lụt để điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,5% đến 2% năm và miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả trong thời gian từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12, giảm 0,5% năm lãi suất đối với khoản vay phát sinh từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các chương trình hỗ trợ của ngân hàng đưa ra rất tích cực với tinh thần thiệt hại nhiều thì hỗ trợ nhiều, đồng thời chủ động đưa ra các chính sách cho vay mới, chủ động giảm lãi suất cho khoản vay cũ và cho vay mới. Nhiều ngân hàng quy mô nhỏ cũng tham gia rất tích cực. Phó Thống đốc cho biết, quan điểm chỉ đạo của ngành ngân hàng thể hiện tinh thần và trách nhiệm chia sẻ với những khó khăn của người dân, doanh nghiệp sau bão lũ. Các ngân hàng thương mại bằng chính nguồn lực từ lợi nhuận của mình, nỗ lực tiết giảm chi phí để miễn giảm lãi vay, khoản nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Tùy theo năng lực của mình, các ngân hàng triển khai các chương trình hỗ trợ tương xứng, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đồng hành với khách hàng.